Này máy đánh chữ mà ngộ quá, nó lai nó không thấy cái mực ở đâu hết trơn. Này là cái gì? Giấy bỏ ở đâu? Này là bàn phím giống bàn phím vi tính nè. Giống bàn phím của máy tính cũ. Mà phía trên này nhìn thì giống máy đánh chữ. Không biết là nó là cái gì, nó hiệu Olympia. Ây da, cắm điện đàng hoàng. Này cái mốt của nó. Máy này không biết là ai sưu tầm không? Ai sưu tầm mà làm đồ cổ không? Chứ thấy nhìn có vẻ cổ kính lắm đó. Rồi nếu có ai là sưu tầm đồ cổ thì liên hệ với mình. Này thì nó chỉ còn xíu vậy thôi, đó vậy thôi. Hư hết nè, còn mấy phím mà cứ ngắt hết. Ngắt hết. Còn được mấy phím mà có viết hoa, viết thường, có số 2 chấm phẩy rồi, có ship rồi đây nè. Ship rồi cấp lock rồi đây nè. Không biết làm sao mà nó in ra được mà có ship cấp lock rồi, hay quá, hư hết trơn. Đây nè, nó có dây ribbon nè. Nó có dây ribbon nè. À, dây ribbon trong này nó có số ơi. Không hiểu. Đây, cái này chắc nó ăn ra cái này nè. Ăn ra. Rồi, ok. Vậy chắc mình review chỉ được đến đó thôi, nhưng không có biết gì trong đó nữa hết. Nó cứ ngắt à, kín à, không có giấy, không có gì trong này. Có cái dây cắm điện thôi. Đây, dây cắm điện. Vậy thôi đó. Này là cái cơ sở đạo, cái chùa, cái chuối nè. Chuối không ai ăn, cúng sao không ai ăn, để đây rồi mày cho mấy đứa nhỏ. Rồi, cảm ơn nha.